Tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969, tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vận sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ đều không được yên. Chúng vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật ngũ hành, âm dương. Vì vậy, quy luật ngũ hành, tử vi, cát hung của những gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là trường lưu thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 3 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 3, từ ngày 13 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 3, từ ngày 25 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 3, từ ngày mùng 7 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với những người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 3, tức ngày 14 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là trường lưu thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 3, tức ngày 26 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Họa. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 3, tức ngày 8 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Dậu trong tháng 3 âm lịch. Người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, mệnh đại dịch thổ, có may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm, xuôi gió. Tất nhiên, không tránh được những khó khăn bước đầu,
Song khi vượt qua được những điều đó, thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ở phía trước, thành công ngày càng thêm rực rỡ. Tính cách bản mệnh thích động chứ không thích tĩnh, họ thích đi chơi, đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì. Khi khó khăn ập tới, biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Họ được quý nhân luôn ở bên mình nên chẳng điều gì có thể cản được bước chân, dễ dàng giành được vị trí cao như mong muốn. Tuy nhiên, thành công rồi trở nên tự cao tự đại, nếu không sẽ trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân. Điều tệ nhất là ngủ quên trên chiến thắng mà không hề hay biết, trong khoảng thời gian mình nghỉ ngơi thì đã có những người vượt qua từ rất lâu rồi. Bản mệnh nên luôn tự nhắc bản thân để không phạm vào sai lầm. Vận tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu chẳng tầm thường chút nào. Cuộc đời người này sống trong nhung lụa, tài lộc phần nhiều do chính tay quý gia chủ tạo ra. Một điểm nổi bật của bản mệnh là rất biết cách giữ tiền. Có tiền trong tay là tuổi Kỷ Dậu sẽ nghĩ cách để tiền bạc ngày càng sinh sôi, nảy nở. Nhâm Dương Thủy gặp Dậu âm kim nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Dậu trong tháng này nên cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra các phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người ở xung quanh mình. Để may mắn thành công, các gia chủ Kỷ Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Sự nghiệp tuổi Kỷ Dậu. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Kỷ Dậu sẽ cần cẩn trọng trong đường công danh, sự nghiệp. Nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận càng cần chú trọng và để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh những xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận. Tháng này sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Tuổi Kỷ Dậu có gặp nhiều may mắn và quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Những người hoạt động kinh doanh sẽ có cơ hội hợp tác với nhiều đối tác tốt, mở rộng thị trường. Người làm công tác tại các cơ quan sẽ lập được công lao, thăng tiến, được khen thưởng. Tuy vậy, nếu như gia chủ Kỷ Dậu không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu trước đó bị đổ sông, đổ bể, thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình, đừng để bản thân cứ trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Ngoài ra, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 3 âm lịch, thì những gia chủ Kỷ Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Về tài lộc, xem tử vi Kỷ Dậu tháng 3 âm lịch, đây là tháng có bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài. Cơ hội tích lũy tiền bạc không cao, thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp cải thiện phần nào cuộc sống của riêng mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thật sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phát lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Ngoài ra cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của những người xung quanh.
việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền thì hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà xước tai tiếng vào bản thân mình. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo. Đối với tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, tình yêu và mối quan hệ vào tháng này cũng có thể tốt đẹp. Có thể quý gia chủ đã từng cãi nhau với bạn đời vì quá cứng đầu, nhưng sẽ rất hợp nhau trong tháng này. Tuy nhiên, trong gia đình sẽ gặp một số xích mích to tiếng với con cái trong việc học hành, chọn ngành nghề. Hãy lắng nghe nguyện vọng và mong muốn của con. Năm mệnh Kỷ Dậu nếu vẫn còn độc thân thì tháng này sẽ là tháng đào hoa, khi có nhiều người khác giới biết đến và có thể bắt đầu các mối quan hệ. Nữ mệnh cần tiết chế cảm xúc, chớ vì nóng giận mà làm hỏng mối quan hệ hiện tại. Những gia chủ Kỷ Dậu thường có ngoại hình khá đẹp, thu hút người khác giới nên bản mệnh cũng sẽ tìm thấy nhân duyên và những mối tình khắc cốt, ghi tâm. Tuy nhiên, trong chuyện kết hôn, bản mệnh thường có suy nghĩ độc lập nên khó có thể có được hạnh phúc ở tuổi còn trẻ. Khuyên gia chủ Kỷ Dậu trong tháng 3 âm lịch hãy sử dụng pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trừ khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Về sức khỏe, trong tháng 3 âm lịch, người tuổi Kỷ Dậu tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn, không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, vẫn nhắc nhở tuổi Kỷ Dậu cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt. Có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Ngoài ra, người tuổi Kỷ Dậu cũng nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chứa phúc nạp tài, may mắn, cát lành cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình Kỷ Dậu trong tháng 3 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi người đừng quên like, share, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.